Xin chào cả nhà. Hôm nay quay lại với cái kênh Nhạc Cảnh Đẹp. Nhạc Cảnh Đẹp lại nhớ tới cả nhà và muốn chia sẻ cho cả nhà một cái video rất mới và hay, và nó còn lạ nữa. Video này rất lạ, cả nhà nhớ là cho cả Nhạc Cảnh Đẹp một cái like. Lời đầu tiên, Nhạc Cảnh Đẹp cũng chúc cả nhà toàn gia cát tường vạn sự như ý. Video hôm nay Nhạc Cảnh Đẹp chia sẻ với cả nhà là một cái này rất hữu hiệu và rất có lợi cho nhiều người, là cái chạm hàn. Chạm hàn, ta hàn một cách mạch điện. Đây đây là cái hình ảnh của chạm hàn đây ạ. À, cả nhà nhìn thấy có đẹp không? Đây là cái chạm chính để đưa ra cái bút hàn. Cả nhà nhìn thấy cái bút hàn có đẹp không? Cái máy này nó thuộc vào phiên bản mới nhất của 2021. Cả nhà nhìn thấy chưa? Có đẹp không? Trong cái chạm hàn này nó có ba cái bộ phận. Đây là máy chính, đây là cái chạm hàn chính để đưa cái dòng điện ra cái bút hàn này. Đây, đây là cái đứt khi ta hàn xong. Khi ta hàn xong nhá thì ta cho nó vào cái giỏ này. Đấy, hoặc là cái này cũng được. Đấy, trông rất đẹp. Cả nhà nhìn thật kỹ chưa? Nó có cái cụm ba cái bộ phận này của nó trông rất tinh tế, trông rất đẹp. Đây là cái chạm chính, đây là dây điện nguồn vào. Dây nguồn vào đây. Khi vào thì ta có cái công tắc tắt mở. Đây, tắt mở. Đấy. Và đèn báo. Khi điện 220 vào đây, đèn đèn báo đỏ. Khi đèn điện đã vào trong chạm hàn này rồi thì ta sử dụng. Ví dụ là với cái mức độ để cho cái bút hàn này nó nóng, để cho nó với cái gọi là ta sử dụng cho nó ổn định và cho nó được, cho nó dễ làm nhất là ta điều chỉnh bằng cái này. Đây là nút điều chỉnh. Đấy, thấp nhất là nó là 392, xong đến là đầu tiên là 200 này, 250 này, 300 này. Đấy, nó có hai vòng, vòng vàng và vòng trắng. Đây, cả nhà nhìn thấy chưa? Đây là cái gọi là cái chạm hàn các mạch điện. Chẳng hạn như là ta hàn một cái mạch nào đấy, mạch nhỏ, mạch to được đấy. Máy này nó đa năng, nó dùng được rất là hợp lý để cho người sử dụng. Nay em có thấy cái này hay thì Nhạc Cảnh Đẹp đã chia sẻ cho mọi người để mọi người biết đây là cái chạm hàn thông dụng nhất và kiểu dáng nhất và đời mới nhất hiện nay 2021. Nó rất tiện dụng và rất nhanh cho người sử dụng, nó rất hoàn hảo. Cả nhà nhìn thấy chưa? Cái chạm hàn rất đẹp. Đây, cả nhà nhìn này, đây là cái lỗ này là lỗ thông khí. Khi cái chạm hàn này nó dùng thì nó khả năng nó tỏa nhiệt thì nó sẽ làm mát để không khí đấy để lọt vào đây, gió lọt vào đây. Cả nhà nhìn thấy chưa? Đấy. Đẹp đấy chứ. Cả nhà nhìn thấy chưa? Đẹp đấy. Quá đẹp. Cả nhà nhìn thấy chưa? Đây là cái chạm hàn nhá. Cả nhà nhớ, đây là em thấy nó hay hay và nó đẹp. Thì Nhạc Cảnh Đẹp cũng chia sẻ để cho cả nhà đều biết. Để cả nhà, nếu mà cả nhà ai thích thì tìm hiểu thêm để dùng. Nhìn thấy chưa? Quá đẹp, trông rất sáng sủa. Đây, nó có ba cái bộ phận. Đây là gọi là chạm hàn. Cả nhà thấy Nhạc Cảnh Đẹp
có video hay thì cứ mạnh tay like Dân Nhạc Cảnh Đẹp một cái, chia sẻ, đăng ký và nhớ nhấn một cái chuông kêu để Nhạc Cảnh Đẹp ra những video tiếp theo. Đây gọi là cái chạm hàn để cả nhà cùng biết. Cả nhà nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Cả nhà nhìn đấy. Đấy. Nó rất tiện dụng và rất nhẹ. Ta chỉ cần ta bỏ vào túi ta đi làm chỗ khác. Rất gọn nhẹ. Thôi đến đây cũng hết video Nhạc Cảnh Đẹp. Chúc toàn ra mọi người toàn ra Cát Tường vạn sự như ý.